Xin kính chào quý vị, hôm nay là mùng 3 tháng 6 năm 2016. Và clip này chúng tôi đang quay cảnh chúng tôi đang đóng gói đôi lọc bình cao 1m6 để chuẩn bị chuyển vào cho anh Lực ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì đôi lọc bình này thì bằng gỗ xà cừ. Và tí nữa tôi sẽ chạy vào trong nhà tôi quay đôi lọc bình thành phẩm. Thì hôm nay của anh Lực là anh là một cửa hàng trong đó và anh chỉ lấy mộc thôi. Sau đó chúng tôi có quét lót để đi đường cho nó an toàn và đóng gói cẩn thận. Vào trong đó thì khách hàng ưng màu gì thì anh ấy sẽ làm cho khách. Thì đồ gỗ Duy Hiền này bán hàng toàn quốc và với những cái sản phẩm mà trong phạm vi khoảng 200km trở lại thì Đức Hiền trực tiếp chuyển đi, thì bọc bằng các cái chăn bông rất là an toàn. Còn nếu mà chuyển đi xa thì gửi ô tô thì sẽ phải bọc kỹ như thế này. Và những hình ảnh quý vị đang xem là được quay phía trước tầng 1 khu A của đồ gỗ Đức Hiền, bên kia là khu B của chúng tôi. Có khách hàng thì cứ cười bảo là biết rồi, biết là có khu A, khu B rồi, giới thiệu mãi. Tuy nhiên nói thôi, chúng tôi là khác các cái đơn vị khác ở chỗ là cái làm việc gì rất minh bạch. Mình quay tại nhà mình quay rõ ràng luôn ở nhà mình, rồi thì xưởng của mình, sản phẩm của mình. Tránh tình trạng có những nơi họ mạo nhận, người ta không dám quay clip, người ta chỉ có mấy cái ảnh. Thậm chí tôi để ý một số trang web có ngang nhiên chôm những cái ảnh từ trang nhà tôi. Còn chúng tôi chụp ảnh thì nhiều khi hay để tem mác vào đấy, nhưng mà cũng có lúc bận rộn thì không. Và bên trong xưởng thì chúng tôi, những người thợ của tôi vẫn đang hoàn thiện đây. Đây là thợ đang hoàn thiện bộ ghế cũ cẩm lai. Bộ ghế này chúng tôi đã quay phần mộc cách đây chừng 1 tháng và rất là bận rộn, và bây giờ mới có thời gian để bỏ ra để quý vị thấy là đang trong lúc nạo ra thì vân càng nổi càng đẹp, vân cực đẹp luôn. Gỗ cẩm lai thì cái sắc của nó thì hôm trước quý vị chắc đã xem mấy lần là cái phần cạo gỗ vụ và gỗ mun ra, còn đây là gỗ cẩm lai. Những cái bộ này thì chúng tôi dự kiến là cũng chỉ đánh xi lên thôi. Đánh xi và giữ nguyên chất gỗ, nguyên vân gỗ. Và những cái gỗ quý như thế này, thực ra để nguyên mộc chưa cần đánh gì nó đã đẹp rồi. Và bên trong này thì chúng tôi đang hoàn thiện bộ ghế gỗ mun. Các sản phẩm ở nhà Đức Hiền thì rất là đa dạng, bằng gỗ vụ, gỗ hương, gỗ mun, gỗ cẩm lai, gỗ lim vân vân, rất nhiều loại, toàn là gỗ quý hết. Và Đức Hiền trân trọng mời quý vị bớt chút thời gian đến thăm trực tiếp đồ gỗ Đức Hiền tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Nếu mà đi từ phía Bắc về thì đi qua Hà Nội, đi từ Văn Điển xuôi xuống chừng 20 cây thì đi đến cái điểm cách đi ven quốc lộ 1 cũ, cách Phủ Lý 27 cây, thì điểm đấy chính là cầu Đỗ Xá. Từ đấy hỏi vào xã Quang Trung, đi qua xã Quang Trung vào xã Tân Dân, và từ ngoài đấy hỏi đồ gỗ Đức Hiền thì mọi người đã biết rồi. Hiện nay đôi lọc bình này đã bọc xong và tí nữa thì tôi sẽ trực tiếp đưa lên xe, tí nữa đợi mát một chút tôi sẽ trực tiếp mang đôi lọc bình này để mang ra bãi xe Nam Bắc để chuyển vào cho anh Lực ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Tôi hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và trước khi dừng hình thì tôi sẽ đi vào trong này để tôi bật điện lên quay lướt qua cái đôi lọc bình thành phẩm để quý vị hình dung lại cái gì nó đang ở trong cái bọc vỏ bọc lúc nãy.
Đây là rơi lục bình 1m6 thành phẩm. Ở trên là bá diễm phúc lộc thọ, ở dưới là cảnh tùng cúc trúc mai. Và cái lộc bình này là bên trong chúng tôi làm rỗng, rỗng cả ở giữa bên dưới luôn. Cho nên cái hàng lộc bình này chúng tôi cam kết là đã khô tuyệt đối cái phần mộc và sẽ không nứt không móc nữa. Có gì xin quý vị liên lạc với kỹ sư Đức 0984666999. Một số trường hợp, một số quý khách cần gửi hình ảnh để hỏi chúng tôi thì có thể gửi vào Zalo hoặc Viber theo số 0967666111 hoặc gửi vào email đogodukhien@gmail.com. Còn nếu mà xem giá sản phẩm thì truy cập vào đogodukhien.com. Xin tạm biệt quý vị.